Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái CV nó như thế này bằng cái phần mềm Photoshop CC 2019 nha. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file New, chúng ta tạo một file mới. Đây thì mà mình vào một green này, mình sẽ vào một cái A4 này. Rồi đây cái thông số chiều rộng này, chiều cao này, cái độ phân giải này thì ở đây các bạn cho 300, còn cái này thì các bạn cho nó là CMYK nha. Rồi các bạn nhấn click này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ làm trực tiếp trên cái file này, nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm bên file này cho các bạn dễ hình dung này. Mình sẽ vào thằng Adblock nha, và mình sẽ bôi một vùng nó như thế này, nó vừa bằng với cái kích thước mà mình tạo lúc ban đầu nha. Rồi đầu tiên thì các bạn dùng Rectangle Tool này. Ở đây thì các bạn sẽ vẽ một hình chữ nhật nó dài như thế này. Và ở đây các bạn nhớ chọn một cái tông số sáp này, này. Cái màu fill thì mình sẽ tô màu giống như thế này luôn. Đây, cái mạng màu đây, chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Tile Tool. Đây các bạn sẽ dùng Tile Tool, chúng ta ghi nội dung như này vào. Đây này, Tile Tool này. Rồi mình sẽ ghi vào đây luôn. Đây là mình ghi đầu tiên là cái địa chỉ của mình này. Rồi các bạn dùng Move Tool, chúng ta đưa nó lên bên trên này. Rồi đây thì các bạn vào cái thằng này này. Thì các bạn không có mở nó lên được thì các bạn vào Windows này. Các bạn tìm đến này, đây các bạn click vào đây này. Đó. Rồi cái phông chữ này thì mình sẽ cho nó là UTM-AVO này. Chữ này là chữ thường nha. Cái size là mình sẽ cho nó là khoảng là 10 thôi. Ta nhấn Enter và cái màu này thì mình sẽ cho nó là màu trắng này. Rồi đây thì các bạn để ý này, chúng ta sẽ tích vào Tile Tool và các bạn bôi cái này. Đây thì cho nó là in đậm nha. Rồi tiếp theo các bạn nhấn Ctrl G, rồi chúng ta đưa nó qua bên này, ấn giữ phím Shift này. Rồi ở đây thì các bạn ghi phone này, email này. Đó, các bạn làm tương tự nha. Rồi tiếp theo bên dưới này, chúng ta dùng Tile Tool và các bạn ghi tên vào. Các bạn click vào cái màu này này. Các bạn tô nó màu đen này nha. Rồi cái size này thì mình sẽ cho nó là 30. Cái phông chữ này là UTM heo nha. Rồi đây cái màu sắc thì mình sẽ cho nó làm màu đen nhạt đi chút xíu này, nó xuống thành màu xám luôn này. Đó, chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Edit Tool này. Đó, các bạn ấn giữ bôi một vòng như này, các bạn ấn giữ Shift này. Rồi cái màu fill này thì mình sẽ tô màu xanh này luôn nha. Rồi tiếp theo các bạn dùng Tile Tool, chúng ta ghi nhân viên thiết kế đồ họa này.
Rồi tiếp theo thì các bạn click vào cái thằng này, các bạn sẽ cho cái phông chữ nó là UTM Avo nha. Mình chỉ sử dụng hai cái phông chữ thôi, UTM Avo và UTM Heo nha. Rồi cái size này thì mình sẽ cho nó là 12 thôi. Các bạn có thể cho nó lên là 16 đi. Rồi cái giãn cách các chữ này thì mình sẽ cho nó là 50 nha. Hoặc là các bạn cho nó lên 100 luôn. Các bạn đưa nó vào đây. Rồi chúng ta click cho một cái hình tròn này này. Các bạn chọn vào layer hình tròn, chúng ta nhấn Ctrl Z và các bạn nhấn Ctrl T này, đưa nó qua bên này. Như thế này. Rồi các bạn chọn ba cái layer này, ấn giữ phím Shift, chúng ta nhấn Ctrl G này. Và các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn cái layer phía trên này. Các bạn click vào Move Tool này và các bạn click vào công cụ cắn ở giữa cho mình. Rồi các bạn xích cái này lên. Rồi cái này thì nó biết sai chính tác này. Rồi tiếp theo thì các bạn kéo một cái đường line nó như thế này này. Đó, các bạn để ý này, nó không hiển thị cái thước này thì các bạn có thể nhấn Ctrl R này. Đó, là nó hiện lên cái thước này này. Rồi tiếp theo thì ở đây thì mình sẽ vào mục đây là giới thiệu này, mình sẽ dùng Rectangle Tool này. Mình sẽ vẽ một cái hình như này. Rồi ở đây mình sẽ tô cho là màu xanh này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ghi dùng title, mình sẽ ghi giới thiệu. Rồi cái phông chữ này thì mình sẽ cho nó là 18 luôn đi. Cho nó là 24 đi. 24 hơi to, mình sẽ cho nó là 20 thôi nha. Và nhấn Enter này. Rồi các bạn để ý này, các bạn kéo nó ra bên này nha. Đừng cho nó nằm bên trong group này này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Pen Tool, các bạn click vào Pen Tool này. Các bạn click ở đây một điểm này, ấn giữ phím Shift, chúng ta điểm thứ hai này. Rồi các bạn để ý này, ở đây cái đường Path này, thì các bạn chọn lại này, chọn Shape này. Rồi các bạn click lại này, ấn giữ đây, ấn giữ phím Shift, click điểm thứ hai. Và cái màu Fill này thì mình tắt đi, cái màu Drop này thì mình sẽ cho nó là màu xanh này. Cái size này thì mình sẽ cho nó là 3 pixel. Nếu mà 3 pixel nó hơi nhỏ thì các bạn có thể cho nó lên là 6 pixel nha. Nhấn Enter. Rồi nó sẽ như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng bạn Title này. Các bạn sẽ các bạn bôi một vùng như thế này. Rồi các bạn vào đây, chúng ta sẽ chọn lại cái phông chữ nó là 10 pixel thôi. Rồi như này. Rồi cái phông chữ này thì mình sẽ cho nó là UTM Avo này. Cái size này là 10 pixel nha. Rồi tiếp theo các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn những cái layer này, ta nhấn Ctrl G và các bạn thay tên cho nó là giới thiệu này. Rồi chúng ta nhấn Enter. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl G, chúng ta nhân đôi group này lên. Các bạn nhấn Ctrl T này và các bạn đưa nó xuống đây, ấn giữ phím Shift. Rồi chúng ta sẽ nhấn Enter. Rồi các bạn vào cái group này,
Các bạn xóa cái này đi. Các bạn nhấn delete xóa đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ thay cái tên là kinh nghiệm. Rồi tiếp theo các bạn sẽ click vào đây. Các bạn sẽ ghi 2020 này. Các bạn ghi những nơi mà các bạn làm việc nha. Đó, chúng ta sẽ click vào đây. Đến này. Rồi, cái này thì mình sẽ cho nó size nó là 10 pixel thôi. Cho nó là 12 đi nha. Rồi các bạn ghi cái nơi là các bạn sẽ dùng title này. Chúng ta ghi nơi làm việc của chúng ta vào này. Đó. Mình sẽ bôi một vùng như thế này. Các bạn dùng title này, chúng ta ghi nội dung vào này. Rồi tiếp theo bên dưới này thì các bạn sẽ dùng rectangle tool này. Các bạn sẽ bôi một vùng như thế này. Rồi cái màu này thì mình sẽ tô cái màu nhạt như thế này này. Đó, cái mã màu này chúng ta nhấn OK. Rồi các bạn ạ, click vào tròn vào những cái layer này này. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift này. Rồi chúng ta nhấn Ctrl Z và các bạn nhấn Ctrl T này. Rồi các bạn đưa nó xuống đây. Rồi các bạn nhấn Enter. Nó đang nằm bên dưới cái layer này này. Đó, các bạn cần các bạn kéo nó lên bên trên. Rồi bây giờ thì các bạn ghi thay nội dung này. Đó. Còn hai cái còn lại thì các bạn làm tương tự. Các bạn cũng sẽ Ctrl Z. Các bạn nhấn Ctrl T này. Rồi chúng ta đưa nó xuống đây. Đó, các bạn nhấn Enter. Còn cái này thì các bạn đó, các bạn click vào đây này, ấn giữ phím Shift. Đó, chúng ta chọn ba cái layer này, các bạn nhấn Ctrl Z, nhấn Ctrl T, rồi mình cũng sẽ tương tự mình đưa nó xuống đây, rồi các bạn nhấn Enter. Đó. Rồi các bạn thay cái group này là kinh nghiệm. Đó. Rồi như vậy thì mình xong hai cái rồi. Tiếp theo mình sẽ nhấn Ctrl Z. Rồi mình nhấn Ctrl T. Đưa nó xuống đây. À, các bạn nhấn Enter. Rồi ở đây thì mình ghi kỹ năng và học vấn này. Mình sẽ click vào cái thằng title này này. Đó, mình sẽ ghi kỹ năng. Rồi đối với những cái layer phía bên trong này này. Đó, các bạn ấn giữ phím Shift này. Đó, các bạn chọn đến cái layer này thôi này. Đó. Rồi các bạn nhấn Ctrl T. Các bạn đưa nó sang phía bên này. Các bạn chọn lại thế này. Ta ấn giữ phím Shift này. Đó. Bạn đưa nó qua bên này này.
Rồi tiếp theo thì các bạn cũng sẽ dùng pen tool này. Chúng ta click ở đây một điểm, chúng ta ấn giữ phím shift click điểm thứ hai này. Rồi sau đó các bạn là để ý phía bên trên này này, cái trốc này thì các bạn sẽ tô là màu này, và cái pixel này thì các bạn cho nó là 6 pixel, chúng ta nhấn enter. Rồi tiếp theo ở đây các bạn sẽ dùng tay tool, chúng ta ghi là kỹ năng chuyên môn. Rồi tiếp theo bên dưới này thì các bạn ghi những cái kỹ năng của các bạn vào này. Đây thì mình sẽ làm giống như này nha. Đó, các bạn dùng tay tool chúng ta ghi là đầu tiên là Photoshop. Rồi cái chữ này thì mình sẽ cho nó là 10 pixel thôi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ dùng thằng Edit Tool này. À, mình sẽ ấn chữ phím Shift này. Rồi cái màu sắc thì mình sẽ tô nó là màu này. Các bạn phóng to nó lên chút xíu và dễ nhìn này. Các bạn nhấn Ctrl T, chúng ta ấn chữ phím Shift, chúng ta phóng to nó lên. Sau đó mình sẽ nhấn Enter này. Rồi các bạn nhấn Ctrl G, chúng ta đưa nó qua bên này. Tiếp theo mình cũng nhấn Ctrl G, các bạn là nhân đôi cho nó được lên 5 hình nha. Đó, như thế này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn 5 cái layer này, ấn chữ phím Shift này. Rồi ở đây thì nó có cái công cụ cắn ở giữa cho mình này. Đó, nó cắn đều như thế này. Rồi các bạn để ý này, ở đây này có hình này màu xám như này này, thì cái hình cuối này này đó, các bạn click vào cái thằng Elite Tool này này, rồi các bạn tô lại cho nó là màu xám này đó, như này. Chúng ta nhấn OK. Rồi tương tự các bạn click chọn vào cái layer này, ấn giữ phím Shift, chúng ta nhấn Ctrl G, các bạn nhấn Ctrl T này, các bạn đưa nó xuống đây, sau đó mình sẽ nhấn Enter và các bạn làm tương tự nha. Ở đây thì các bạn thay tên cho nó này, rồi các bạn là các bạn thay cái màu sắc cho các cây hình tròn này này. Đó, các bạn làm tương tự nha. Rồi qua bên cái học vấn này, đây qua bên học vấn này này, các bạn nhớ chọn những cái layer này nha, các bạn để ý này, hoặc các bạn có thể các bạn bôi vùng một vùng như thế này này, đó, nó sẽ chọn những cái layer này cho mình. Các bạn nhấn Ctrl G này. Đó, thì nó sẽ nằm trong cái group học vấn này, các bạn ghi vô này, nhấn Enter này. Rồi ở bên trong này, bây giờ các bạn ấn giữ phím Shift này, chọn những cái layer này, các bạn nhấn Ctrl T. Ở đây thì các bạn có thể cho nó nhỏ lại một chút xíu cũng được này, hoặc các bạn giữ nguyên luôn. Rồi đối với học vấn này thì các bạn cũng sẽ dùng tay tool, chúng ta làm tương tự nha. Thì ở đây thì cái này nó nằm bên này, thì các bạn có thể xóa những cái này đi, layer này, hoặc các bạn sẽ di chuyển nó qua bên này. Đây các bạn click vào đây, các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta cho nó qua bên này. Và cái này thì mình sẽ cho nó qua bên này. Đó,
Rồi đối với cái hình mũi tên này này thì các bạn sẽ dùng tai tool này, các bạn phóng to nó lên. Rồi đây thì mình sẽ click vào đây này, click vào đây, ấn chữ phím shift, ta click vào đây, rồi mình sẽ click vào đây. Rồi cái màu sắc thì mình sẽ tô màu này đó, và các bạn đưa nó lên đây. Rồi các bạn sẽ dùng tai tool, chúng ta thay cái tên trường của các bạn vào nha. Đó, rồi các bạn thay năm luôn. Các bạn làm tương tự cho những cái bên dưới này này. Rồi tiếp theo bên này. Thì ở đây thì các bạn sẽ dùng rectangle tool này. Chúng ta vẽ một hình chữ nhật nó như thế này. Rồi ở đây cái màu sắc thì mình sẽ tô cho nó là màu này. Các bạn tô màu giống như thế này này. Đó, chúng ta nhấn OK. Rồi cái tróc này thì mình sẽ cho nó là màu xám này này. Đó, các bạn nhấn Enter. Rồi thì mình sẽ được một cái hình nó giống như thế này. Và các bạn ghi dùng tai tool. Chúng ta ghi, ví dụ ở đây là mình sẽ ghi là, các bạn nhấn delete xóa đi, xóa cái layer này đi. Rồi các bạn sẽ dùng tai tool này, chúng ta ghi phía ngoài này đi. Đó, các bạn đưa nó vào đây. Rồi cái phông chữ này thì mình sẽ cho nó là 14 đi. Cái này là in đậm này. Đó. Rồi bên dưới này thì các bạn cũng sẽ dùng tai tool, chúng ta ghi nội dung vào nha. Rồi các bạn thay cái phông chữ cho nó này. Đó. Rồi như vậy thì mình đang hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái CV xin việc nó như này bằng cái phần mềm Photoshop. À, các bạn nào mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ giải đáp nha. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.